Xin kính chào quý bà con, hôm nay chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023, chuyên mục giá cả thị trường nông sản hôm nay của kênh nhà nông miền Tây xin cập nhật giá xoài các loại cho quý bà con tham khảo. Giá xoài hôm nay tại các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ đi ngang nhà quý bà con. Giá hiện tại kênh cung cấp cho quý bà con thời điểm này chỉ mang tính tham khảo, giá mua tại vườn nhà quý bà con, giá có thể biến động tùy địa phương nhà quý bà con. Giá xoài hôm nay cụ thể như sau xoài cát hòa lộc mua xô 330g trở lên 35.000 đến 45.000 đồng kg, xoài cát chu xanh mua xô 13.000 đến 15.000 đồng kg, xoài cát chu vàng mua xô 14.000 đến 15.000 đồng kg, xoài Đài Loan xanh nhất 13.000 đến 15.000 đồng kg, xoài Đài Loan xanh gì 6.000 đến 7.000 đồng kg, xoài Đài Loan xanh xô 10.000 đến 11.000 đồng kg, xoài Đài Loan vàng nhất 30.000 đến 31.000 đồng kg, xoài Đài Loan vàng gì 12.000 đến 13.000 đồng kg, xoài Đài Loan vàng xô 27.000 đến 28.000 đồng kg, xoài ba màu loại 1 28.000 đến 30.000 đồng kg, xoài ba màu loại 2 12.000 đến 14.000 đồng kg, giá có thể chênh lệch từ 1.000 đến 2.000 đồng kg tùy theo lái, tùy theo khu vực và tùy theo sức mua từng nơi khác nhau nha quý bà con. Quý bà con nào đã bán có giá xin vui lòng bình luận bên dưới để cập nhật chính xác tình hình giá xoài cho bà con tham khảo nha. Ngoài giá xoài kênh còn cung cấp giá mít, giá thanh long, giá sầu riêng, giá lúa.